Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp tháng 7 hàng năm, nhân dân cả nước lại hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 để tỏ lòng biết ơn những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Liên quan đến công tác này, Đảng và Nhà nước cũng đã dành nhiều chính sách ưu đãi, quan tâm và chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát của thân nhân những người có công. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. Chương trình hướng tới mục tiêu nhằm cung cấp thêm cho quý vị về vấn đề này. Trước hết xin cảm ơn ông Nguyễn Đăng Dương đã nhận lời mời tham dự chương trình hôm nay. Vâng, thưa ông Nguyễn Đăng Dương, là tỉnh có diện tích lớn, số người có công đông, ông có thể khái quát tình hình thực hiện cái công tác này ở Nghệ An và ông cũng có thể cho biết thêm cái việc giải quyết những phát sinh sau khi thực hiện chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh như thế nào? Tỉnh Nghệ An chúng ta là một trong những địa phương mà có số lượng người có công lớn trong cả nước. Với số lượng hiện nay sở đang quản lý và trực tiếp chi trả gần 80.000 người, với số tiền chi trả hàng tháng lên 117 tỷ một tháng. Cho nên là một trong những địa phương có thể nói có một số lượng người có công rất là lớn so với cả nước. Thế thì cái việc mà thực hiện cái chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát thực hiện chính sách chế độ đối với người có công trên địa bàn cả tỉnh. Thì qua cái rà soát theo chỉ thị 23 thì tỉnh chúng ta đã phát hiện chi trả sai, thực hiện sai chế độ chính sách cho 60 trường hợp. Trong 60 trường hợp này cơ bản, cái sai ở đây cơ bản là đối tượng không có mệnh, không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Tức là không xác định được đối tượng. Không xác định đối tượng. Cái thứ hai là một số cái trường hợp hưởng tuất đã chết rồi, tức là hưởng tuất thường xuyên, không có 7 trường hợp. Đó là trong 60 trường hợp sai là như vậy. 2.282 trường hợp phát hiện ra là hưởng chưa đầy đủ. Trong cái hưởng chưa đầy đủ này thì cơ bản là tập trung là mất 2.001 là gì? Là cái đối thuộc của cái đối tượng chưa được hưởng tiền thờ cúng liệt sĩ. Và có đến 11.260 trường hợp là đề nghị hưởng chế độ người có công. Thì trong cái số mà cái hưởng chưa đầy đủ thì cho đến nay thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã xử lý 2.073 trường hợp hưởng chưa đầy đủ. Thì đã xử lý xong. Còn lại là 210, hơn 210 là chưa xử lý. Hưởng chưa đầy đủ này chưa xử lý. Đó là số thanh niên xung phong đang trợ hưởng trợ cấp một lần. Thì cái số này đang thực hiện cái việc là xác minh phiên hiệu đơn vị. Là cái số đấy, cơ bản là cái số đó. Còn lại cái số 11.260 trường hợp đề nghị hưởng chế độ người có công, thì cái số này thì cho đến hôm nay thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã xử lý được là 8.525 người, trong đó hơn 5.000 là trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong và 3.500 người là giải quyết chất độc khoa học, thực hiện giới thiệu khám giám định chất độc khoa học. Còn lại có thể nói cái này là lớn nhất chưa giải quyết được là 2.700 đối tượng chưa giải quyết được chế độ cho họ. Trong đó tập trung nhiều nhất là các trường hợp mà thương binh và hưởng chế độ như thương binh, lên đến con số là 2.616 người. Cái số này chưa giải quyết được là bản thân những người này không có một cái hồ sơ gốc lưu giữ, cho nên không thực hiện được. Cái này là cái vướng trong cái thực hiện cái thông tư 28
Cho nên và cái số này tập trung cơ bản là cái số lực lượng thanh niên xung phong. Bây giờ không còn giấy tờ không? Được xác lập, những cái giấy tờ này được xác lập trước 31 tháng 12 năm 1995. Và gì còn lại mà 119 rồi. Thanh niên xung phong chưa được trả trợ cấp một lần. Vì lý do là hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đang có cái tra cứu do sai phiên hiệu, không có hộ khẩu. Thì cái này sắp tới sẽ tiếp tục xử lý. Vậy thì qua cái việc rà soát theo cái chỉ thị 23 của chính phủ thì cái việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có công hiện nay chúng ta đang vướng mắc cái chỗ nào? Những cái khó khăn có thể đặt ra trong cái quá trình đó thì ông có thể cho biết thêm không? Chúng ta biết tỉnh chúng ta là một trong những tỉnh có một cái vị trí địa lý rất là rộng, miền núi, xa xôi. Thế thì trong quá trình thực hiện cái chính sách người có công chúng ta gặp một số khó khăn như thế này. Trước hết là về công tác tuyên truyền. Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều cố gắng, nhưng một số cái việc mà phổ biến các cái chế độ chính sách đến với người dân chưa kịp thời. Một số đối tượng đến khi biết được cái chính sách đó thì chính sách đó là hết hiểu được. Hoặc là gì? Làm chậm thiệt thòi đến quyền lợi của mình trong việc xác lập hồ sơ để mà thực hiện cái chế độ liên quan đó. Cho nên là gì, cái khó thứ nhất của chúng ta đó là gì, do cái địa hình rộng cho nên chúng ta chưa kịp thời tuyên truyền một cách đầy đủ các chế độ chính sách cho người có công, đó là cái khó thứ nhất. Cái thứ hai là một số cái văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với người có công của cấp trên còn có chồng chéo và thiếu đồng bộ. Tôi nói ví dụ như thực hiện cái thông tư 16 mới đây thôi. Thế thì gì? Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, nhưng bên Bộ Quốc phòng thì lại chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Cho nên việc xác nhận liệt sĩ theo thông tư 16 thì bên cơ quan quân đội cho đến hôm nay vẫn chưa cấp cái giấy chứng nhận, giấy báo tử cho các cái đối tượng đó. Để gì? Để làm cơ sở để trình Bộ Lao động, để trình Thủ tướng cấp bằng tổ quốc ghi công. Đó là cái khó khăn thứ hai. Cái thứ ba là một cái công tác lưu trữ hồ sơ đối với người có công, chủ yếu là với số lượng lớn mà lại là trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, do nhiều thế hệ cán bộ thực hiện công việc lưu trữ này, cho nên bây giờ bị thất lạc, mất thất lạc hồ sơ thì không có cái cơ sở để mà giải quyết chế độ cho được, nhất là trong việc thờ cúng liệt sĩ, không có hồ sơ không giải quyết được. Cái thứ tư là nhận thức của một số đối tượng và các cái chính quyền địa phương cơ sở về công tác này còn chưa đầy đủ, nhất là trong cái việc mà xác nhận đối tượng người có công trong cái hội đồng xã phường xác nhận thì có những trường hợp xác nhận không đúng, thế mới dẫn đến là có một số trường hợp sai. Và cái thứ năm là cái đội ngũ cán bộ làm công tác lao động thương binh xã hội cấp xã quá nhiều việc, cho kiêm nhiệm đấy, kiêm nhiệm quá nhiều việc, cho nên người ta không dành được nhiều thời gian để hướng dẫn cho đối tượng trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công. Đó là cái khó của chúng ta. Nhưng thực tế thì ông có thể cho biết, giả sử trường hợp một thương binh hoặc một cái liệt sĩ, cái giấy tờ nào quan trọng nhất để ví dụ như chúng ta trước có trao đổi một chút về cái chỗ cái giấy chứng tử thì đã đành là nếu như có giấy chứng tử thì đã xác nhận được, đúng không ạ? Nhưng với thương binh hoặc là những cái các cái liệt sĩ mà chúng ta chưa làm chế độ cho gia đình nhà người ta thì cái việc mà cần cái giấy tờ nào thì có thể xác định được, có thể lập hồ sơ để xác định cho họ họ là liệt sĩ hoặc họ là thương binh. Cái này theo quy định tại cái thông tư số 28 của Liên Bộ Lao động Quốc phòng Công an có quy định rất rõ cái chỗ này rồi. Mà cái quy định này thì tôi xin được nói là thế này. Ví dụ như để xác nhận được thương binh và hưởng chính sách như thương binh thì phải có một cái giấy tờ gốc. Mà giấy tờ gốc ở đây thể hiện ở cái gì? Ví dụ như giấy ra viện khi bị thương. Thứ hai
là danh sách quân nhân bị thương. Cái thứ ba là giấy chứng nhận bị thương. Và cái thứ tư, ví dụ thôi, thứ tư là lý lịch đảng hoặc lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ được xác lập trước ngày 31 tháng 12 năm 90-95 về trước thì mới đón một cái cơ sở giấy tờ đó. Thế thì chỉ có một cái điều là rất nhiều một số trường hợp trong cái số hơn 2.000 đối tượng đang đề nghị để hưởng chế độ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh trên địa bàn tỉnh chúng ta đang mắc ở cái chỗ này bởi thông tư 8 tựa đòi giấy tờ gốc. Thì bây giờ làm gì có giấy tờ gốc nữa, trải qua 40-50 năm rồi thì hoàn toàn giấy tờ gốc không có nữa, cho nên ở đây là một cái rất là khó khăn cho đối tượng. Thế cái điều này chúng tôi cùng với các cái tỉnh khác thì đã có một cái đề xuất với Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cái cơ quan ban hành cái chính sách này để có một cái sửa đổi. Thế thì chúng tôi tin rằng là trong cái thời gian tới thì sẽ có cái thay đổi, sửa đổi bổ sung cái thông tư 8 này để gì, để chúng ta tạo điều kiện cho các cái đối tượng thực sự là có bị thương trong kháng chiến, trong chiến tranh thì được hưởng chế độ thương binh. Còn hiện nay thì ở Nghệ An thì có khoảng bao nhiêu liệt sĩ chưa được công nhận? Cái này theo số liệu mà chúng tôi tính toán và cập nhật thông tin từ cái của các huyện thì hiện nay chúng ta có 300 đối tượng đang đề nghị được công nhận liệt sĩ, trong đó tập trung vào là gì, dân quân du kích trong thời chiến tranh và một số trường hợp là trong thời kỳ chống Pháp. Bởi vì trong thời kỳ chống Pháp thì trước đây thì đã công nhận liệt sĩ, thế nhưng mà gì, đã sự tôn vinh. Thế còn thực chất ra một số trường hợp ấy, thì khi kiểm tra ra thì chúng tôi cảm thấy rằng những người đó hưởng chế độ liệt sĩ, thế nhưng mà gì, chưa bao giờ được công nhận là liệt sĩ cả, mặc dù người ta hưởng chế độ rồi. Đó là thực tế đã xảy ra, không phải là mỗi tỉnh chúng ta mà các cái tỉnh khác cũng có điều. Vâng, thực tế có thể nói thì chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm kể từ sau năm 1900, thời điểm năm 1979, đúng không ạ? Có thể nói đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những cái thiệt thòi đối với những người có công, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì cái nền độc lập tự do của dân tộc. Và chúng tôi cũng mong, rất mong rằng là Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Bộ Lao động Thương binh Xã hội mà ở Nghệ An thì trực tiếp là ngành Lao động Thương binh Xã hội sẽ có nhiều chính sách hơn nữa để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là thực hiện tốt cái chính sách hậu phương quân đội cũng như là chính sách đối với người có công. Vậy với một tỉnh như Nghệ An thì để thực hiện tốt các chính sách này thì sắp tới chúng ta cần phải làm gì theo ý kiến cá nhân ông nhằm thực hiện tốt nhất các cái chính sách ưu việt này của Đảng và Nhà nước? Để thực hiện tốt cái chính sách, tiếp tục thực hiện tốt cái chính sách người có công trong thời gian tới thì theo tôi chúng ta cần phải được hết làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục. Cái tuyên truyền giáo dục này không chỉ đơn thuần ở cái chỗ chỉ có phổ biến hướng dẫn để thực hiện chế độ chính sách, mà cái tuyên truyền giáo dục này là chúng ta giáo dục cái truyền thống tôn vinh những người có công với cách mạng cho thế hệ trẻ là cái điều quan trọng nhất. Ở đây thể hiện được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn mà Đảng và Nhà nước chúng ta đang thực hiện. Và chúng ta Đảng và Nhà nước là có rất nhiều chính sách, nhiều cái chủ trương để đền đáp cái công ơn đối với những người đã hy sinh xương máu và tính mạng đối với công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc chúng ta và bảo vệ tổ quốc của chúng ta. Cho nên là cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ là chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền giáo dục là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là gì, là phải tiếp tục có cái hướng dẫn triển khai thực hiện một cách đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Và cái thứ ba là quan tâm hơn nữa cái việc chăm lo xây dựng tôn tạo các cái công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm và nhà bia ghi tên liệt sĩ, và thực hiện tốt cái việc khảo sát tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ theo cái đề án tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ của cái giai đoạn
2012 cho đến năm 2020 mà hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện. Bởi vì hiện nay cái số mà liệt sĩ chưa biết tên đang còn rất nhiều. Thế thì cái chỗ này thì cái đề án này thì đang thực hiện và chúng ta phải thực hiện cái điều này để trả lại tên cho các liệt sĩ. Và cái thứ tư là chúng ta thực hiện cái phong trào tốt, cái phong trào để đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Đấy, tổng kết cái phong trào đền ơn đáp nghĩa tại các cơ sở địa phương và nâng cao cái đời sống cho đối tượng người có công bằng các cái cố gắng cao nhất, huy động sự vào cuộc của các cái tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp để hỗ trợ cho những gia đình người có công mà đang có cái hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, về kinh tế. Đấy, thì tôi nghĩ là đó là cái giải pháp thứ tư. Và cái giải pháp thứ năm là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, xử lý dứt điểm những cái trường hợp còn tồn động sau cái thực hiện chỉ thị số 3 của chính phủ cho cái số mà chưa được công nhận là người có công để giải quyết chế độ cho họ. Trước mắt là đang tập trung để mà xử lý dứt điểm cái số còn lại những cái người tham gia chiến tranh và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học mà chưa làm. Thế thì đợt này thì toàn tỉnh chúng ta cũng đang tập trung để xử lý dứt điểm cái số mà những người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Thế thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp. Vâng, cảm ơn ông. Vâng, với những cái giải pháp mà ông Nguyễn Đăng Dương đã nêu, chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian tới, chính sách dành cho người có công, các gia đình thương binh liệt sĩ sẽ được thực hiện một cách triệt để. Làm thế nào đó để đảm bảo cái công tác này được thực hiện tốt nhất. Chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng kỳ này chúng tôi xin kết thúc tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.